Vâng, xin chào các bác nhé. Tiếp tục em lên cho các bác một con công suất của dòng Onkyo. Con này là con FRL7X các bác nhé. Đấy. Về hình thức mời các bác nhìn qua nhá. Đấy, hàng bãi thì nói chung là nó bụi bặm một tí thì cái này thì nó không cháy được các bác nhá. Đấy, nhưng mà con này phải nói là so với hàng bãi là còn quá đẹp luôn. Đấy, nó đây, nó hơi bị xíu này tí đây. Bác Lộc kéo tay thì về chấm tí vào cho em nhé. Đấy, còn hàng bãi nhiều con nó về nó kinh khủng tẩm lậm các bạn. Tức là nó móp mép rồi nó xước sát đây, con này là quá đẹp luôn. Đấy, so với hàng bãi như này là quá tuyệt vời. Đấy, mặt mũi này là quá ok rồi. Đúng không ạ? Ở đây thì bác nào mà đang có những bộ dàn karaoke nhá. Đấy, 100 triệu, vài chục triệu hay là vài triệu. Đấy, dàn nghe nhạc, dàn karaoke thì hãy tham khảo cho em ngay con giải mã này. Những bác nào mà đang dùng những con chuyển đổi từ trên tivi xuống mà bé như bàn tay này, thử hãy thử thay đổi một lần cho em nhé, sử dụng sang con LBX này. Em đảm bảo với các bác rằng là các bác sẽ mê ngay, các bác sẽ mê ngay và gần như ngày nào các bác cũng sẽ hát karaoke, bởi vì là cái con này nó giải mã cực kỳ hay luôn. Tức là tín hiệu tivi, mình sẽ nhận tín hiệu tivi và mình sẽ truyền vào đó. Đây, cái dây quang thì nó sẽ có hai cổng như thế này, một đầu như này, một đầu như này cắm ở đây, đầu còn lại thì cắm ở tivi. Đấy, tất cả tivi trừ những dòng Xiaomi thì nó dùng cổng coaxial, còn tất cả những TV LG, TLC rồi Sony rồi nói chung vân vân vân. Đấy thì nó sẽ dùng quang, được chưa ạ? Đó. Nếu bác nào mà dùng cái dòng Xiaomi thì có thể cắm qua đường AV này cũng được. Đấy, để làm công suất nghe nha. Còn nếu bác nào mà dùng các trừ Xiaomi ra thì tất cả những bác nào mà đang dùng TV khác thì có thể đều cắm được qua cổng quang này nhá. Đều có luôn. Đấy, những dòng đời mới smart bây giờ. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có thể ghép được cả loa nhé. Sau này vị các bác mà không làm giải mã nữa thì mình có thể phối loa vào đây. Đấy, phối loa bát tầm khoảng 18 đổ xuống là ngon hơn. Đấy, có đường trầm riêng, bác là cần giải trầm thì có thể cắm trầm vào đây. Hàng được sản xuất tại Nhật cơ nhá. Đó. Con này nghe phê lắm các bạn, giải mã 24 bit chuẩn, nghe sướng lắm. Hát karaoke em đảm bảo các bác là mê luôn. Làm hết tết đến được các bạn. Vâng, làm gì thì làm nhưng mà cái món karaoke thì em thấy nhà nào cũng hát, đúng không ạ? Đấy, cứ sau những cái bữa tiệc ăn uống là kiểu gì cũng phải gọi là làm vài bài karaoke cho nó phấn khởi, đúng không ạ? Đấy, nếu mà hát karaoke mặc dù nhiều bác giọng rất hay nhưng mà lại không có một cái nguồn nhạc sạch từ trên tivi xuống để hát. Mà bây giờ em thấy là bác nào cũng hát từ trên tivi xuống, đúng không? Đấy, nhưng mà lại không có một cái nguồn nhạc sạch mà không biết làm cách nào. Đấy, mà chỉ có mỗi cái con chuyển đổi bé như bàn tay này thì hãy thử thay đổi cho em sang con này đi. Nhà em rất là nhiều người dùng rồi và chưa một bác nào là chê về những cái dòng này, mà đã dùng rồi là kiểu gì mà mua con thứ hai. Đấy, mua con thứ ba, mua cho bạn cho bè. Đấy, thế nên là những cái dòng này em bán sướng lắm các bạn, cứ quay lên là mất ngay. Đấy, và hiện tại thì hàng nếu như bác nào lấy thì cố gắng đặt trước cho em ngày mùng 5 nhé. Hôm nay là ngày 3, ngày mùng 1 rồi. Đấy, thì đặt sớm nhá, đặt trước ngày mùng 5 thì hàng sẽ được là chuyển chậm, tức là các bác chi phí nó sẽ rẻ hơn. Còn nếu như bác nào mà đặt sau ngày mùng 5 thì bên Viettel là đến ngày mùng 7 nó mới nghỉ các bạn. Thì các bác đặt sau ngày mùng 5 thì cái chi phí nó sẽ tăng lên khoảng 10 đến 20.000 tiền vận chuyển. Đấy. Thì cố gắng các bác đặt trước ngày mùng 5 đi, còn nó bắt đầu đặt sau mùng 5 cũng được nhưng mà tiền vận chuyển nó có thể thêm 10.000 đến 20.000 nữa nhá. Tại vì nó sẽ chuyển siêu tốc. Nó sẽ chuyển nhanh hơn, sau ngày mùng 5 nó sẽ chuyển nhanh hơn nhưng giá tiền nó sẽ vênh lên một ít. Đấy, 5 đến 10.000 hoặc 15.000 gì đó. Đấy thì bác nào đặt thì cố gắng đặt trước đi nhá, đặt sớm đến ngày mùng 5 đi thì chi phí nó rẻ hơn. Đấy, nhà em thì ship toàn quốc. Các bác ạ, bất kể đâu nhà em cũng có thể ship được nhá. Chỉ cần các bác nhấc máy lên và alo cho em. Con này thì em đang bán của nó giá như em đang bán là của nó là 1,6 triệu. Có những con mà của nó full của nó rơi khoảng 1,8 triệu. Tuy nhiên thì con này đây, nó hơi bị xíu đây nhá. Đấy. Thì thực ra các bác để vào kệ thì nó cũng chả có vấn đề gì cả. Thì con này em đang để các bác giá là 1,2 triệu. Đấy, 1,2 triệu. Đấy. Ok chạy thôi, con này gọi là để có 1,190 triệu đi nhá, cho nó lệch với con lúc vừa xong đi. Đấy, bác nào mà chốt con này thì alo cho em nhá, 1,190 triệu. Đây, đấy, CD mà đây thì bỏ qua cho em nhá, tại vì những cái dòng này về thì hầu như em báo hết rồi, video là em báo nhá, thì mắt nó sẽ kém rồi. Bác nào cần thì mang thợ thay mắt mới cho. Đó, làm hết tới đến nghe những cái nhạc của nó phấn khởi đúng không các bác? Đấy. Thank you.
Vâng nhá, đấy, còn bác nào mà muốn làm giải mã này. Đấy, giải mã để hát karaoke nhá, chuyển cho em này. Đó, thì đây chính là giải mã để hát karaoke. Được chưa ạ? Đó, rất là tuyệt vời luôn. Mọi thông tin đặt hàng, alo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Vâng, xin chào các bác. Hoặc các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà em. Địa chỉ số 57A đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Nhà em cách bến xe Mỹ Đình nó chỉ khoảng vài trăm mét thôi, thì các bác có thể qua trực tiếp nhé. Em yêu mình nhiều hơn đời.